Dạ rồi, con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì bữa nay con sẽ dẫn cô chú anh chị đến một nơi mà nơi đó nó sẽ thể hiện được cái tình yêu thương giữa con người và con người. Dạ, một nơi rất là đặc biệt. Và một nơi này thì cô chú anh chị ơi rất là giàu tình cảm luôn. Dạ rồi, người dân thì rất là thương nhau và rất là lo lắng và chia sẻ và giúp đỡ cho nhau. Vậy rồi thôi, bây giờ cô chú anh chị hãy theo chân con đến để mà biết được nơi đó nha. Vậy rồi con xin dẫn cô chú anh chị đi nha. Vậy rồi, vậy rồi con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại con đang ở ngay nhà của anh Song. Dạ thì mấy cô mấy chú đang tiến hành làm vậy rồi, để con quay sơ sơ mấy mấy chú đang tiến hành làm cho cô chú anh chị được xem nha. Thứ hai bào với thứ hai quen quay phim mà. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì cây cối là được bà con trong xóm người phụ giúp một ít nha cô chú anh chị ơi. Dạ còn mấy cô mấy chú đang làm là cũng làm giúp anh thôi. Dạ phụ giúp thôi. Dạ dạ rồi. Hả? Quay về đang xuất hồ à. Quay cho lên qua bên Mỹ đồ chơi. Làm từ thiện rồi quay qua bên Mỹ rồi. Làm từ thiện. Dạ rồi. Không hết rồi. À, khâu phụ có người thợ này cũng im mà nghe. Rồi có thứ hai tiếp nữa nè nghe cô chú anh chị ơi. Chú hai hôm bữa mình cũng làm cho chú hai cái nhà mà của chú anh chị ơi đó, bữa nay chú hai cũng đi từ thiện luôn. Hai lưỡi hay gì chú ta? Hai lưỡi. Bị hương lưỡi hả? Nó sợ cây kìa.
là vớt đây. Ờ rồi vớt bà đó nó vớt ra. Ừ, cái xe gồ này em hỏng con đem vô cho ông đó chứ đâu. Ừ. Hay qua đây làm từ thiện luôn hả ta? Nhớ rồi, hoàn thành cái cửa rồi trời, hoàn thành cái cửa, tao quay, tao đóng bản rồi trời. Này hay gì ta? Đang ủa, có máy quay nè, trả lời luôn đi. Đang đủ đi làm từ thiện nè mẹ ơi. Vậy rồi, con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì mừng lắm cô chú anh chị ơi. Nhà của anh Song đã được tiến hành. Vậy rồi. Anh Song thì được các cô, các chú lại tiếp, làm tiếp, làm giúp hơn nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Còn ngoài ra thì những cái cây thì cũng được cô chú trợ giúp và dùng vòng sớm. Vậy rồi. À, anh Song ơi, ra đây em gửi tiền để đi mua tôn anh Song ơi. À, anh bên đây đi, anh bên đây. Rồi, thì em, dạ con xin chào cô chú anh chị nha. Thì bữa nay em sẽ gửi tiền cho anh để một chút nữa mua tôn nha. Thì đây là số tiền của chị Nhã Vi Lâm. Đó, chị Nhã Vi Lâm gửi tặng cho anh để mà mua máy tôn nha. Thì đây là 3 triệu. Được rồi. 1. Đây để em kéo xuống xíu xíu. Được rồi. 2. Được rồi. 3. Được rồi, anh có đôi lời gì gửi đến chị Nhã Vi Lâm không? Cũng cảm ơn chị đã hỗ trợ cho em được cái máy tôn. Em cũng cảm ơn rất là nhiều. Các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ cho em và cũng thương em, gửi cho em được số tiền em dựng lên ngôi nhà và mua che nắng. Em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, vậy rồi thì để chị Nhã Vi Lâm còn một món quà cho anh nữa thì thôi để ngày mai đi ha. Đó, ngày mai đi, ngày mai rồi em sẽ mang thêm cái món quà của chị Nhã Vi Lâm vô cho anh nha. Được rồi thì bữa nay cứ làm đi. Dạ rồi. Rồi, dạ rồi thôi anh tiến hành làm đi. Rồi, giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ rồi. Con chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều. Và con cũng gửi lời cảm ơn đến các cô chú đã hỗ trợ giúp đỡ cho anh Song để mà có được một cái mái nhà yêu thương. Dạ rồi, con cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Dạ rồi. Mưa này khỏe rồi ha. Tao. Dạ rồi, anh Hai. Dạ, con xin thưa với cô chú anh chị, đây là anh Hai nghe cô chú anh chị. Người anh Hai của hả? Dễ hả? Anh Dễ. Ừ, anh ghế ta, anh ghế ông Song đâu có vợ đâu. Chị ruột người ta chi mẹ. À, vậy là chị ruột. À, vậy rồi, thì anh này đầu tư cho cuốn nền để mà... Em Út nó có cái nhà nó ở, nó dục mưa bằng đêm mấy mùi trong gió rồi, trời ơi, lạnh nó cúm, nó rung quá trời luôn. Nữa đêm mấy ông nè gần thì chở nó đi bệnh viện giùm nữa đó. Dạ. Cô bác chị cho cái máy dùm dách luôn. Dạ thì anh Hai là cho tiền mua gạch với xi măng đồ làm rồi còn bỏ công ra làm nữa nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Vậy rồi. Còn anh này là sao? Anh này sao nãy? Phụ tiếp. Dạ rồi, cũng làm thiện nguyện luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Ừ.
Dược tôi không biết ông mày. Cho lấy nước cơm. Chà. Mày làm từ thiện mà nãy giờ sửa cái máy này câu giờ quá ta. Đây nè. Này mình lôi đi đâu cũng được. Dây quá. Dây dài luôn. Máy không? Hồi nãy chịu đổi nghề đi, chịu vô đẻo đi, tôi phụ cho, chịu. Làm gì thắng cho mẹ. Chứ thấy làm theo mập thì nó cũng đỡ. Không cài rau, cầu rau bánh rồi sao rồi hai? Cũng tốt rồi. Tính làm đỡ không? Cũng được. Dạ. Cũng mừng ha. Ừ. Nói đây được không? Giờ tao nghĩ tứ tay phải đầu tư cái dòng ống vô chạy nước hết. Ủa, mình tính đó, kêu anh đi... chú anh giận không? Có nhưng mà chưa rảnh nữa. Để bữa chạy xuống thì nó về Phú, hình như nó chạy ra Phú Quốc rồi. Đi giờ đi giữ con rồi. Thằng ấy hả? Thằng gãy giò đó. Đi hả? Nó chắc là đi cái gì. Dạ. Mới đây sao đi được? Thì qua bển chỉ ngồi đó thì giữ con cho vợ đi làm, sao chở nhà đang chết hả? Khổ quá trời mấy... luôn. Sáng này mua được có nhiều gạo đây nè. Cũng mấy ông thợ ăn không nữa. Ngày nay không nữa. Thiệt mà. Thôi anh em nào ăn gì nào đó bụng về nhà rồi mà. Sáng em quên, em đi em quên em ấy em quên đem cái quà của chị Nhã 15 gửi anh. Mới chiều gì đem ra mày ơi. Mới chiều gì đem. Cho ba gạo luôn đi. Ăn hết thôi, nấu hết thôi. Ăn đâu. Này chắc các ngày đâu kịp đâu thứ hai. Dễ mai nữa. Mai nó đi rồi, bữa nay ăn gạo này đỡ đi rồi, mai đem gạo mới vô. Mai đem gạo thơm lại nha. Bữa nay ăn đỡ cà phê tê đi. Dạ không. Mừng quá ha, được anh dễ đầu tư thêm cái nền nữa ha. Im mà, quá trời đã. Không đầu tư vô đâu bắt chị lợi tiêu. Trời ơi, ngưỡng chén là được rồi, dễ gì mà hết. Nãy giờ tưởng là không đủ thiệt đấy chứ. Nó cháo đi, không có gạo nó cháo đi. Tám người nấu năm lon. Dạ rồi. À, nóc cháo chạy đi. Vậy rồi thì con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Và con gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều. Và con đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị Nhã Vi Lâm rất là nhiều luôn, đã hỗ trợ giúp cho anh Thân. Và con cũng cảm ơn cô chú, cô bác dần dần sớm xung quanh đã hỗ trợ cây, người thì hỗ trợ cây, người thì hỗ trợ gạch. Đã già công để mà giúp cho anh xong. Con rất là cảm ơn. Thì mùa mưa này con thấy là chắc là anh xong sẽ có được giấc ngủ ngon rồi. Vậy rồi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một nước kế tiếp nha. Rồi con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.